Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hương. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một người mẹ khóc một người con của mình. Đó là cái em mà em này ngày xưa khi tôi còn ở giáo xứ đó thì em là giúp lễ cho tôi. Đến cái đêm hôm ấy em đi làm về, năm đó nó đã 21 tuổi rồi, không biết là nó ngủ gục hay như thế nào mà một chiếc xe tải đang đậu ở bên lề đường và nó chạy thẳng vào chiếc xe tải. Thế là chiếc xe nó của nó văng qua một bên, xác của nó văng qua một bên khác, đầu móp. Sau khi đưa được xác của người con trở về nhà thì người mẹ hầu như không còn biết gì nữa. Và nhiều ngày sau đó chị bỏ ăn bỏ uống, không còn kể gì đến, thiết tha gì đến việc ăn uống. Tôi muốn nói với anh chị em hình ảnh của một người mẹ lăn lộn và khóc đau đớn trên xác của con mình, để chúng ta so sánh hình ảnh ấy với Đức Trinh Nữ Maria. Mà không chỉ là người mẹ đâu, không chỉ là người phụ nữ với tình cảm đậm đặc của mình dành cho con thì mới cảm thấy đau khổ xót xa cái chết của con như là cái chết của mình đâu. Ở trong Kinh Thánh đã từng có lần chứng minh tình yêu của một người cha lớn không kém. Vua David có một đứa con phản bội, đó là hoàng tử Absalom. Anh này đã từng có những lần phản bội cha và muốn sát hại cha mình, muốn tranh ngôi cướp ghế của cha mình. Nghĩa là anh ta muốn trèo lên ngôi vị làm vua của cha. Đồng thời sau khi thấy cha nhượng bộ bởi vua David không muốn đối đầu với thằng con nghịch tử của mình, ông đã bỏ trốn, thì chính Absalom đã đem tất cả những cung trần mỹ nữ ở trong đền vua ra làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật để sỉ nhục cha. Đến mức như vậy, nghĩa là thằng con của mình
đáng tội chết. Đáng tội chết vì nó là một đứa phản bội. Đáng tội chết còn hơn nữa, nó là một đứa con quá sức lộng hành. Thế mà vua David chẳng những tha thứ cho con trong ngày Absalom tử trận, đem xác con về, David đã khóc như khóc chính bản thân mình. Absalom con ơi, con ơi Absalom, sao cha không chết thay cho con? Ước gì cha chết thay cho con. Cho nên thưa anh chị em, tôi muốn so sánh hình ảnh của những người cha, của những người mẹ khi khóc con mình, để chúng ta thấy hình tượng Đức Trinh Nữ Maria vừa dũng cảm, vừa hùng tráng, nhưng cũng vừa thật bi đát dưới chân thánh giá hết sức. Hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria có thể nói được là hình ảnh bi hùng bên thánh giá Chúa Giêsu. Mà đâu phải chỉ có cái ngày Chúa chết trên thánh giá thì Đức Trinh Nữ Maria mới là đứng cận kề với con. Ngay từ thuở con mới bắt đầu thành hình trong lòng mình thì thánh Giuse đã vội hiểu lầm. Cho nên lúc bấy giờ chắc chắn Đức Trinh Nữ Maria mang con trong lòng, nhưng với nỗi thổn thức vì bị hiểu lầm, làm sao có thể nói, làm sao có thể giải thích bào thai trong lòng tôi là do Chúa Thánh Thần. Anh chị em tưởng tượng xem, một ngày nào đó con gái anh chị em tự nhiên về nhà nó bụng mang dạ chữa trình ình thế này, hỏi chứ mày là con của mày là con đứa nào? Nó bảo rằng thưa mẹ, bởi Chúa Thánh Thần. Anh chị em hiểu sao vì đứa con gái của mình. Đức Trinh Nữ Maria ngậm tâm không thể giải thích được làm sao một người phụ nữ tự dưng có bầu mà lại bảo rằng do Chúa Thánh Thần. Ai tin cho nổi? Và đau khổ thánh giá, lưỡi đồng, đinh sắt, đổ máu đã bắt đầu nhuốm từ đấy. Cho đến khi sanh con ra, sanh nơi hang lừa máng cỏ, bị người đời chối từ, cho đến nỗi một cái chốn trọ qua đêm để sanh con còn không có. Chỉ có nơi mà cầm thú nó sống là nơi sanh Chúa Giêsu, Thiên Chúa đất trời. Rồi vài ngày sau, chỉ một ít thôi, thì đã bị bạo vương Hê-rô-đê tìm để giết chết. Ông ta đã không thể giết được Chúa Giêsu thì ông ta cũng đã giết hàng loạt trẻ con Do Thái. Thưa anh chị em, dẫu con mình có được bảo vệ đi nữa thì con của mọi người ở cái tuổi chưa biết gì, còn đang múc tay kia thì đã bị sát hại. Một người mẹ đầy từ tâm, một người mẹ nhân ái như Đức Trinh Nữ Maria, nếu con của mình còn sống thì cũng chẳng lấy làm vui lòng gì khi mà hàng loạt trẻ con dân tộc của mình bị giết chết dưới tay của một kẻ đầy sắc máu. Chưa hết, trong ngày dâng con trong đền thờ thì một lời tiên tri đã ngỏ với Đức Mẹ: lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Có nhiều sách dịch là lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà, nhưng thưa anh chị em, sao tôi lại thích cái động từ thấu? Động từ đâm thấu, nó thấu thật sự. Khi tôi diễn tả với anh chị em bằng lời, bằng ngôn ngữ của con người thôi, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, thì anh chị em sẽ thấy thấu ngay. Nhưng tôi nói là một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà, nó không đáng, nó không đủ để diễn tả. Nhưng tôi nói một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn thì rõ ràng nó thấu thật sự. Cho nên tôi thích động từ đâm thấu mà một vài bản dịch kinh thánh gợi lên cho chúng ta nơi Đức Trinh Nữ Maria, bởi hình ảnh của Đức Mẹ chịu đâm thấu thật sự nơi con mình, cùng với con mình và trong tình yêu dành cho con mình. Rồi hôm nay anh chị em vừa mới nghe việc Chúa Giêsu ở lại đền thánh Jerusalem và người đã làm tròn bổn phận của Chúa Cha muốn cho mình, nhưng làm sao Đức Mẹ có thể hiểu được?
cho nên thốt lên lời gặp con trong hiền từ. Con không biết là cha mẹ vất vả tìm con sao? Thế nhưng Chúa Giêsu có cách của Chúa, bởi Chúa không thuộc chốn này. Người thuộc về trần thế, xin lỗi, người thuộc về trời cao. Và những con người trần thế đi bên cạnh Chúa Giêsu đều phải mang thánh giá như người. Nếu Chúa Giêsu thi hành thánh ý Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse đi bên cạnh con mình cũng phải quàng cây thánh giá ấy. Nếu cùng hiệp thông với con thì phải quàng cây thánh giá ấy trên cuộc đời mình, thì phải vươn cây thánh giá ấy nơi sự sống của mình. Đức Trinh Nữ Maria đã hoàn tất hành trình theo con, không phải trong những ngày sống bên cạnh con, còn là những ngày mà con sẽ ra đi rao giảng tin mừng. Nay nghe chỗ này người ta muốn giết con, mai nghe chỗ kia người ta muốn xô con từ trên cao xuống vực thẳm. Hết lần này tới lần khác, những kẻ chống đối con mình, và nhất là ngay cái ngày con về quê, sau những năm tháng, sau những ngày tháng đi rao giảng tin mừng, con trở về quê nhà Nazareth để giảng dạy, thì gặp phải những kẻ đồng hương cứng đầu, chống đối và có những lời trả treo, sất sược, hỗn sược. Đức Trinh Nữ Maria, tôi nghĩ rằng chính trong làng quê ấy, thấu được tất cả những điều mà người đồng hương của mình dành cho con. Không thể có một lời giải thích nào, Đức Trinh Nữ Maria đã phải câm lặng để nhìn nhận đó là sự thật. Cây thánh giá cuộc đời của con cũng là cây thánh giá cuộc đời mà mình đang mang bên cạnh con, đi cùng con, ở với con. Anh chị em thân mến, vì thế mà hai lần trong tin mừng cho biết Đức Trinh Nữ Maria trong sâu lắng của sự suy niệm. Một lần khi Chúa Giêsu giáng sinh, những mục đồng đến và ngỏ lời với Đức Mẹ rằng họ đã gặp thấy thiên thần ca hát chúc tụng Chúa Giêsu giáng sinh. Thì sau khi các mục đồng ra về, Thánh Luca ghi nhận điều gì anh chị em nhớ không? Maria đã suy niệm và ghi khắc tất cả những điều ấy trong lòng. Và hôm nay bài tin mừng sau khi tìm gặp con trong đền thánh, con nói với mình rằng ba mẹ không biết là con làm việc của cha con sao, thì một lần nữa Thánh Luca lại tiếp tục cho biết Đức Maria ghi khắc tất cả những hoàn cảnh và suy niệm trong lòng. Người không hiểu được, nhưng người tin tưởng nơi Thiên Chúa của mình, nơi Chúa Con là người con của mình và là Chúa của mình. Người không thể giải thích được cho mọi người, nhưng trong thâm tâm của mình, người thờ phượng chính con mình. Chúa Giêsu Kitô là con của người. Đức Trinh Nữ Maria đã suy niệm, đã cầu nguyện, đã lắng động và lắng động sâu trong suốt cuộc đời để mẹ có thể dâng lên cùng với Thiên Chúa tất cả những yếu tố kinh hoàng nhất, nhưng cũng bi hùng nhất, nhưng cũng tráng lệ nhất, đó là thánh giá và đổ máu. Ngày mà con đổ máu trên thánh giá, Đức Trinh Nữ Maria đã theo con từng chặng đường. Trong chặng đường thánh giá, anh chị em vẫn suy niệm, anh chị em vẫn thấy Đức Trinh Nữ Maria lẻo đẻo theo con, cho nên Đức Mẹ chắc chắn đã chứng kiến tất cả mọi lời sỉ nhục mà người ta dành cho con mình. Đức Mẹ chắc chắn chứng kiến tất cả những roi đòn, những sự độc ác, những điều tàn bạo nhất mà người ta giáng trên con mình. Đức Mẹ đã chắc chắn chứng kiến những lần đổ ngã trên đường thánh giá của con. Đức Mẹ cũng sẽ chắc chắn nhìn thấy những cảnh tượng mà con mình lê bước trên đồi, lên trên đồi tử nạn để ở đó. Đức Mẹ cũng sẽ tiếp tục nhìn thấy người ta lột áo con mình, mà truyền thống của giáo hội cho rằng sau những trận đòn tơi tả tấm thân, máu đã dính vào áo, da thịt đã dính vào áo, lột áo chẳng khác nào lột da. Đức Mẹ đã chứng kiến đến cùng khi người ta hành hình con
từ lúc hạ con xuống cây thánh giá đóng đinh cho đến lúc dựng con mình lên trên đỉnh đồi. Tất cả những điều đó không có cái gì mà không thu vào tầm mắt của Đức Mẹ. Quả thật Đức Mẹ là một người nữ anh hùng, đã có thể chứng kiến trong quặn thắt, trong đau đớn, trong vô cùng xót xa, trong nỗi yêu thương mà một mình mẹ, không ai khác, một mình mẹ với một tình yêu lặng câm bên cạnh Chúa con. Rồi lúc con đã chết, trái tim con bị người ta đâm thấu, cũng chính là lúc trái tim Đức Mẹ bị đâm thấu. Bởi lúc bấy giờ Chúa Giêsu không còn trăn trở nữa, người đã sinh thì tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã phải chịu đựng trong cái chết và sau cái chết thì là tất cả những điều mà bất cứ tình yêu nào phải chứng kiến đều trở thành nó là của mình. Cho nên nếu trong tình yêu vô vàn Đức Mẹ dành cho Chúa con thì cũng là lúc Đức Mẹ đã thấu tất cả những điều mà người ta dành cho con mình trong sự tàn bạo kinh khủng nhất, trong sự ác tâm, giả tâm một cách kinh hoàng nhất. Bởi tôi chỉ lấy thí dụ này thôi thì anh chị em đã thấy sự vô cảm của loài người chúng ta là sự vô cảm không thể tưởng tượng. Nếu tôi mà là kẻ độc ác, một ngày nào chẳng hạn tôi xuống tay giết chết một người, thì cái người mà bị tôi giết chết đang nằm lăn lộn trên vũng máu đó, anh chị em tưởng tượng tôi sẽ làm gì? Chắc chắn tôi sẽ bỏ chạy, chắc chắn tôi sẽ thấy khiếp đảm, chắc chắn dù là tôi chủ tâm trong việc giết người đi nữa thì tôi cũng run rẩy. Đằng này đã treo Chúa Giêsu lên thánh giá, đã được đóng đinh xong hết và mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, vậy mà những kẻ hành hình Chúa còn có thể chỉ vào cái xác cứng đờ kia đang thoi thóp kia mà nói rằng: mi xuống khỏi thập giá đi, mi là con Thiên Chúa thì mi xuống khỏi thập giá đi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho thấy cái độ tàn bạo, cái sự giả tâm và sự vô cảm mà những kẻ thủ ác đã gây nên. Và tất cả những điều đó Đức Trinh Nữ Maria bên cạnh con mình, bên cạnh thánh giá đã chứng kiến đầy đủ. Anh chị em thân mến, sự tàn bạo của con người trước khi nó giết chết ai bằng một lưỡi gươm, bằng một nhát dao, hay như chính Chúa Giêsu trước khi nó giết chết Chúa bằng những roi đòn, bằng những cây đinh, bằng sự treo Chúa lên thánh giá, cho tới lúc Chúa chết đến cùng, thì trước khi tất cả những điều đó xảy ra, sự tàn bạo của con người nó đã giết chết chính lòng người, nó đã giết chết chính đời sống của con người, đã giết chết chính tâm hồn của con người. Cho nên khi tôi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu, tôi thấy sự vô cảm của những kẻ thủ ác. Nó đã giết người rồi, vậy mà nó còn đứng đó, nó sỉ, nó vả: xuống đi, nếu ngươi là con Thiên Chúa thì ngươi xuống đi. Tôi mới thấy cái chết của tâm hồn con người nó lớn đến cỡ nào. Khi con người ta trước khi giết chết một ai, họ đã chết tận căn trong tâm hồn của họ, họ đã chết tận sâu trong cõi lòng họ, cho đến nỗi họ chết rồi, họ chết tất cả cõi lòng họ rồi thì họ mới có thể thốt ra những lời cay nghiệt gớm ghiếc như vậy. Và nếu hiểu điều đó như tôi vừa nói với anh chị em, thì phải chăng trái tim của Đức Mẹ là một trái tim quá sức chịu đựng? Chỉ cần tôi giảng với anh chị em điều đó thôi, tôi là người thổn thức đây, và anh chị em sau khi nghe tôi giảng những lời như thế, chắc chắn anh chị em cũng đồng ý với tôi mà. Thì chúng ta là những con người bình thường, chúng ta chấp nhận thì mới thấy rõ ràng rằng phải chứng kiến và là người trong cuộc
là người gắn kết nên một với người đã chết trong yêu, mà yêu không có cái gì yêu lớn bằng, đó là tình mẫu tử, thì mới thấy Đức Mẹ, trái tim của người là một trái tim uy hùng lớn lao hết cỡ. Cho nên hôm nay chúng ta mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Trinh Nữ Maria, sau ngày chúng ta mừng lễ trái tim Chúa Giêsu, cũng là một điều quý báu, là một điều hợp lý hợp lẽ thôi. Bởi trái tim Đức Mẹ đã nên một với con mình. Xin cho tất cả chúng ta hiểu được những điều đó, hiểu được những điều mà như tôi kể với anh chị em từ nãy giờ. Chúng ta cũng xin được gần như Đức Mẹ, ở với Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ, chia sớt sự cứu độ mà chính Chúa Kitô đã thể hiện, để chúng ta cũng biết nhờ đó mà thăng tiến cuộc đời mình. Để hôm qua tôi nói với anh chị em là tình yêu của Chúa chúng ta lớn quá sức, thì tôi và anh chị em phải có cách sống, phải có một lối sống phù hợp. Thì nay với trái tim vẹn sạch của Đức Trinh Nữ Maria chúng ta đang tôn kính đây, dạy chúng ta biết theo kiểu mẫu của Đức Mẹ mà tập tành cho mình một lối sống, một kiểu sống, một ý thức sống, làm sao để có Chúa trong cuộc đời chúng ta từng giây phút.